ra rồi. Phi vụ làm ăn với công ty Thiên Bảo vẫn ổn cả chứ? Dạ, bên đấy thì mới. Nhưng em thống kê doanh thu tháng này cũng được trên 3 tỷ. Vẫn chưa yên tâm lắm chị ạ. Em muốn cho các em nó sát sao ở bên đấy. Tốt. Làm ăn với mày chị cũng yên tâm. Nhưng mà sắp tới ấy, có kiếm thêm được mối nào làm ăn nữa không? Công ty mình làm ăn uy tín mà chị. Với lại có cái tiếng của chị nữa. Rất nhiều bên muốn hợp tác với mình. Vào đi. Em chào anh chị ạ. Ngồi đi. Chị Vy ạ. Em giới thiệu chị, đây là Trang. Em họ của em. Hôm trước em có nói qua với chị rồi. Nó tốt nghiệp đại học kế toán hẳn hoi luôn. Nhưng mà cứ làm công việc vất vả vất vưởng, chả ra cái hệ thống gì cả chị. Thế cho nên là chị ơi, chị xem nào cho em nó làm thư ký phụ chị. Mong chị giúp đỡ em. Dù sao thì đây cũng là người nhà. Mà công ty dạo này thì lại lắm việc. Nhưng mà Minh nhá, phải đảm bảo cho chị là có chuyện gì xảy ra ấy thì liệu hồn với chị đấy. Chị yên tâm đi, nó là em của em. Nó mà làm sai cái gì nhá, tao giết. Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức chị ạ. Này, liệu bạn đứng chị Đại như thế có ổn không? Bạn đứng là bạn đứng thế nào? Mình chỉ tuồn ít hàng kém chất lượng vào, bán với giá cao để thu lợi thôi, chứ có phải là mang hàng từ công ty ra ngoài bán đâu. Chị Đại nổi tiếng là người rạch ròi. Nếu như chị ấy biết, anh với cả em không xong đâu. Anh cứ yên tâm đi. Em đã làm ý thì làm kín kẽ lắm. Anh thử nghĩ xem, bây giờ có cục tiền rơi vào đầu, anh không thích à? Không thích ý thì đi đi, em làm một mình cũng được. Sợ cái gì chứ, tiền thì ai chả thích. Mà thôi, hắn đến rồi, anh ra đằng sau đi để em nói chuyện. Chào em. Chào anh. Đâu chưa? Em cũng mới ra thôi. Sao? Lần này định đánh hàng không? Anh cứ đùa. Em không lấy hàng từ anh ý thì lấy gì mà xấu. Mà thế này nhá, sang tháng ý em cần một ít hàng nhập lậu, anh sắp xếp cho em, đặc biệt là phụ kiện điện tử. Cô muốn gì cũng được. Cứ tính tiền này. Bao nhiêu cũng có. Có hàng thì mới có tiền chứ. Tiền trao cháo múc, đúng không? Anh cứ yên tâm đi, làm việc với em ý, chắc chắn anh sẽ có một mối tiêu thụ hàng nhập lậu dài dài. Ok, anh cũng muốn anh em mình được hợp tác lâu. Vâng, rất tốt. Nhưng mà đặc biệt phải nhớ, không được tiết lộ bí mật đấy. Em yên tâm, để nội quy công việc thôi. Thôi, em cứ tiếp đấy chưa nha. Vâng, bye bye, bye anh. Này, liệu tin tưởng không? Yên tâm đi, tin được. Mấy nhỏ, việc anh giao cho em ở bên Anh Hùng Sói, em làm đến đâu rồi? Anh yên tâm, họ khen công ty chúng ta làm ăn rất là uy tín, hàng chất lượng cao, chắc chắn là họ sẽ đặt linh kiện bên chúng ta nhiều. Tốt. Ta đã tin mày thì làm ăn cho tử tế mà. Dạ vâng, chị cứ yên tâm đi, em làm tốt mà. Thôi được rồi, hai đứa về phòng làm việc đi. Dạ vâng. Em chào anh chị ạ. Alo. Dạ vâng. Vâng, em đang ở cà phê Sông Lô đây. Dạ vâng, hẹn anh 5 phút nữa nhé. Này, anh làm sao đấy? Anh thấy dự cảm chẳng lành. Tự dưng chị Bi lại hỏi như vậy. Anh thấy chột dạ không? Chột dạ cái gì? Làm gì có ai biết mình nhập hàng kém chất lượng để bán đâu. Anh đừng có suy nghĩ nữa, mệt người lắm. Mà tươi tỉnh lên, anh Hùng đang đến rồi kìa. Xin chào, có đợi đâu chưa? Có em mới đến thôi. Có cái đề luôn nhá. Dạ. Anh đang một mối hàng lậu. Đấy, giá rất rẻ, nhưng mà vốn anh đang cạn. Anh đang muốn rủ hai người chung, mỗi em kiếm một tí, chơi không? Được anh ạ, bao nhiêu hả anh? Mỗi em khoảng tầm 3 tỷ. 3 tỷ? Sao? Suy nghĩ cái gì? 3 tỷ ạ? Có nhiều thế anh? Có ít đi được không? Giời ơi, anh em làm việc với nhau rất lâu rồi. Không tin anh à? Với cả ấy, bây giờ anh không đủ đấy, thì anh mới gọi hai đứa chung với anh. Chứ nó không ấy, mình ăn lâu rồi. Dạ, vâng, nhưng mà dạo này em đói kém quá. Không đủ 3 tỷ để mà làm ấy anh ạ. Thế cô bao nhiêu? Hay là em đưa trước cho anh 2 tỷ nhá. Được không ạ? Ok, thiếu đâu anh lo lốt. Nhưng mà cố gắng xoay lốt 1 tỷ sớm cho anh nhá. Vâng vâng, thế tốt quá. Này, anh thấy việc này nó hơi mạo hiểm này. 3 tỷ để chả chơi đâu. Nhưng mà vụ này mà trong lọt mình lời gấp đôi đấy anh ạ. Sao? Anh nói như vậy mà chú đi này à? Bây giờ ấy, nếu mà chú cộng đấy không thoải mái, không tin tưởng thì thôi, coi như anh chưa nói gì cả nhá. Anh tìm mối khác. Ê, ai lại thế? Anh làm ăn như nào, uy tín như nào em biết mà. Em tin anh. Thế thì nhảy nhá, còn tầm đầu tuần sau hàng về. Ngày mai em cũng sẽ chuyển khoản cho anh nhá. Anh yên tâm đi, ngày mai em sẽ chủ động ra ngân hàng chuyển tiền cho anh. Ok, nếu mà hàng về ấy, thì anh sẽ alo luôn ngay nhá, không phải dạ vâng. Đâu. Ok anh. Yên tâm đi, xong vụ này anh phải thiệt đâu. Dạ. Nha. Cứ thế thôi. Nhá. Hai đứa ngủ nước nhá. Dạ. Anh đi đây. Vâng, chào anh, bye bye anh. Này, chuyện này anh thấy nó nguy hiểm à? Liều thì ăn nhiều. Anh nghĩ xem, sau vụ này chúng mình lấy gấp đôi đấy. Tha hồ mà ăn tiêu bay nhảy, đi du lịch. Mà lại còn có mất gì đâu. Anh yên tâm đi, cứ tin tưởng em nhá. Này, gọi điện lại cho người ta xem người ta đến chưa. Khổ quá, em gọi rồi, người ta đang bảo đến mà. Anh cứ thấy làm sao? Em gọi điện lại em mà. Anh cứ nhắn cả lên nhỉ. Để em gọi xem nào. Em không gọi được nhỉ. Sẽ không gọi được ta. Chẳng lẽ bị lừa? Không, sao mà lừa được. Này, này, kia có phải xe của người ta không đấy? Kia, có thể sang anh ơi. Chắc chắn ông khách đấy đấy. Đấy, anh thấy chưa? Người ta làm việc đàng hoàng, có phải đầu đường xó chợ đâu mà anh phải lo. Chị... Bi à? Dạ, em chào chị Bi ạ. Chị hôm nay có việc gì đi ngang qua đây đấy ạ? Chả là tao nghe nói có con chuột cống muốn vượt mặt để làm chuột nhà, thế nên tao đến đây để diệt đấy mà. Chị nói gì em không hiểu. Không hiểu à? Đến giờ này chúng mày vẫn còn định ngoan cố à? Chúng mày là người hay là lợn? Ê, anh ơi, em có làm cái gì đâu. Có gì thì anh em cứ bình tĩnh mà nói. từ từ à? Chị Bi đối xử với chúng mày như thế nào? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, định quay lại cắn à? Cắn là cắn thế nào? Anh nói thì phải đúng sự thật chứ. Tôi phạm bao giờ hả? Giờ vẫn còn chối à? Nghe điện thoại đi, rồi lát nữa ra đây nói chuyện tiếp. Alo. Anh lừa tôi hả? Tại sao anh không lên lấy hàng? Cái gì cơ? Này, alo, alo. Sao? Mày còn chối được không? Tao lăn lộn trong giới thương trường bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại để cho chúng mày cái lũ vắt mũi chưa sạch qua mặt được tao á? Lần này tao cho chúng mày biết hậu quả việc lừa dối phản anh em là như thế nào. Đống hàng mà chúng mày mang về ấy, mang về mà dùng dần đi. Chị Vy, em xin chị đấy. Mối hàng này của em đáng giá 2 tỷ mà em lại còn đi vay lãi nữa. Chị ơi, chị tha cho em, chị nhắm mắt cho qua đi chị nhá. Chị bỏ qua cho tụi em ạ. Bỏ qua chúng mày dễ như thế à? Danh tiếng bao nhiêu năm nay của chị Bi suýt nữa thì bị chúng mày hủy hoại trong tay rồi đấy. May mà tao với chị Bi phát hiện kịp thời, chứ để công ty đối tác phát hiện được chúng mày tuồn hàng giả vào thì cái nghĩa đoạn là bị hủy hoại trong tay chúng mày rồi đấy. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Chị... Lần này ta chỉ để cho chúng mày thiệt hại về tiền thôi, còn cái mạng chó của chúng mày ấy ta không thèm. Lo mà sống để kiếm tiền trả nợ đi. Còn từ giờ chúng mày sẽ không còn là anh em trong nghĩa đoàn nữa. Sống chết không liên quan gì đến tao. Còn tao mà nghe nói chúng mày giả danh trong nghĩa đoàn này để làm việc vô đạo đức ấy thì tao sẽ không để yên cho đâu. Kìa chị, chị tha lỗi cho em ạ. Em theo chị, trung thành với chị bao nhiêu năm nay, tất cả là do con này ạ. Nó sai khiến em làm việc sai trái. Chị ơi, chị tha cho em, chị đừng có đuổi em ạ. Trước đây ấy, khi mày xin cho nó vào làm việc, mày đã hứa những gì? Mày còn nhớ không? Mày hứa là nó sẽ không phản tao, và nếu có cái gì ấy thì mày sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cơ mà. Giờ thì mình làm thì mình chịu, đừng có mà trách ai nữa. Ai đưa chúng mày ngay trong chiều này lên công ty thu dọn đồ rồi biến cho khuất mặt tao? Mày thấy chưa? Mày hại tao rồi đấy. Tham cho lắm nào. Để bây giờ xuống chưa? 2 tỷ đấy anh cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Mày đi mà tự chịu mình. Cái gì? Anh...